Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chịu có về một cái giường lười nha, với tranh gỗ, đồ gốm, đồ đồng để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đây là mã số 1A đầu tiên, 1K. Những cái đèn dầu pha lê nha cô chú anh chị mình ha, lên luôn mấy cây luôn đi. Đó. Đây những cây này thì em bao cho cô chú anh chị mình luôn là tim, ống khói đầy đủ hết. Đó. Đây là mã số 1 và số 2, những cái đèn pha lê, đường kính bầu là 1.4. Chiều cao là 47. Đồng giá tiền với cô chú chị mình luôn là 1.6 triệu một cây, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, mã số 3. Đây, cô chú chị mình xem và mã số 3 và mã số 4. Đó, cũng đường kính bầu là 1.4. Chân nga timon. Đó, nói chung là em bao lên lửa là đồ nguyên zin hết trơn luôn nha cô chú mình ha, chuẩn đồ châu Âu xưa. Cũng là 1.6 triệu một cây, bao ship toàn quốc hết trơn nha. Em vệ sinh lại cho cô chú chị mình luôn. Mã số 5, đường kính của nó luôn là 1.4 tam sơn, dài của nó luôn là 50. Đó, đây còn một cái duy nhất em giao lưu với cô chú chị mình luôn, mặt đá. Đó, 900.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Một cây cân giá chất liệu bằng đồng, đường kính giá cân 2.5 tấc, nguyên si lành lặn. Có trên này thì nó hơi bị lỗi tí xíu này nha, bao đánh bóng và bao phí ship luôn, giá là 800 bao ship bao đánh bóng toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 7, chiều cao là 1.7, đường kính miệng á, là 1.2, một cái song trầm búp sen, giá là 1 triệu, bao đánh bóng luôn nha, bao phí ship cho quý anh chị mình luôn. Mã số 8, một cặp đèn chân nến cao 2.1 tấc, cây này cao 1.8 tấc, liền lạc lành lặn, bao đẹp quý anh chị mình luôn. Đó, cái này là một cặp như vậy là 900.000, đó, chân nến để đàn cây, 900.000 bao ship toàn quốc. Mã số 9, 2, 4, 6, 8, 9 cái. Đường kính là 2.1 tấc. Đó, dĩa nha của chị mình ha. Đó, đồ này là đồ China. Châu Âu có, China có nha. Đó, liền lạc hết trơn nha. Nguyên si lành lặn thập niên 90. 9 cái này thì giá 600 bao ship toàn quốc cho chị mình luôn. 5 cái hũ pha lê. Đó, của chú chị mình có thể đựng đường bột ngọt nè. Những cái hũ này rất là đẹp luôn nha. Đó, hũ pha lê. Đó, những gì mình xem giùm em ha, rất là sang trọng. Đường kính hũ này là 1.2 tấc, chiều cao là 7 phân. Đó, 4 cái này thì giá 500 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. 4 cái giá 500.000. Đó, 2, 4, 6 cái tô pha lê. Tô nhỏ nhất là 1.4 tấc, tô lớn nhất là 2.5 tấc. Mã số 11K, liền lạc lành lặn bao đẹp anh chị mình luôn. Những đồ pha lê này đã nung qua lửa rất là kỹ lưỡng rồi nha quý anh chị mình ha. 6 cái này thì giá 600 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 12K, chiều cao 43, đường kính miệng bình này là 1.8, quanh bụng này là 68, liền lạc lành lặn cặp rồng. Đó, song long rất là đẹp cho anh chị mình ha. Tàu xưa chuẩn là được. Chuẩn đồ tàu xưa thập niên 90, liền lạc lành lặn. Cặp này là 3.800.000, bao ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha, là một cặp. Mã số 13, cặp này là chiều cao là 95, đường kính miệng 3 tấc, hoành bụng là 1 mét. Đó, cặp này là liền lạc lành lặn, bao đẹp cho chúng chị mình luôn. Không chê được chỗ nào nha, 6.800.000, bao ship toàn quốc một cặp. 6.800.000. Mã số 14, tới cái cặp này chim chỉ qua mẫu đơn. Đó, cũng như mình xem giùm em một dòng nha, cũng rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn hết. Cặp này cũng giá là 6.800.000, cao là 95, đường kính miệng 3 tấc, quanh bụng là 1 mét nha. Đó, 6.800.000 bao ship toàn quốc luôn. Đây tới chiếc xe đạp sườn nhôm, tỷ lệ đồ zin của nó luôn tầm khoảng cỡ 80% đến 85%. Giá em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn, chiếc xe đạp này sườn zin nha. Đó, liền lạc lành lặn bao chạy luôn. Đó, chiếc này không chê được chỗ nào, mã số 15K. Đó, cũng như mình xem giùm em một vòng nha. Đó, chiếc này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình có giá 8 triệu bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, là 1.000 cây số. Mã số 16K, một cái giường lười, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, chiều dài là 2m1, phủ bì, lọt lòng là 1m77,
chiều sâu vô là 1 mét. Đó, giường lười rất là đẹp, mặt đá nha, giường này khoảng 4 người ginh nha cô chú chị mình ha, rất là nặng. Đó, không có mối mọt gì ăn hết trơn nha. Đó, liên lạc lên lặng chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Giường lười này em giao lưu quý cô chú anh chị mình luôn, khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, cũng có giá là 27.500.000, bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 27.500.000. Mã số 17K. Đó chính là một bức gỗ. Đó, bức tranh gỗ. Đố dày 5 phân, chiều dài là 2m17, chiều cao là 1m07. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, nguyên si là lặng liền lạc. Bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Không sức bất con góc nào hết. Bức tranh này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đã giá ưu đãi đặc biệt ngày hôm nay 19.500.000, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, duy nhất chỉ có một bức này thôi. Đó, em đã hết tranh rồi nha, còn một bức này. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua hồ sơ Thanh Triệu rất nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.